Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự và Xã hội, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ vừa ngăn chặn thành công một vụ đua xe trái phép dự kiến sẽ diễn ra tại khu vực Bến Lộc An, đường ven biển thuộc địa phận huyện Đất Đỏ, giáp ranh với huyện Xuyên Mộc. Tiếp nhận tin mật báo từ cơ sở, vào lúc 1 giờ 10 phút sáng nay, ngày 18 tháng 9, hơn 40 chiến sĩ của 4 đơn vị gồm Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Hình sự đã hiệp đồng chặt chẽ. Qua đó đã giải tán thành công hàng trăm xe mô tô độ chế và đám đông cổ vũ đua xe đang tập trung tại khu vực Bến Lộc An, đường ven biển thuộc địa bàn huyện Đất Đỏ. Sau khi nhận được tin báo thì lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với lãnh đạo phòng BC02 và BK20 để bố trí lực lượng, thì trong đó điều động gần 30 cán bộ chiến sĩ để xuống, tức là địa bàn, để thực hiện cái việc giám sát để giải quyết vấn đề đó là đua xe. Thì khoảng 2 giờ thì các xe ô tô ở địa phương, các nhiều địa phương và các loại xe để xuống, tức là cái địa bàn, cái đoạn đường giáp ranh giữa tức là Đất Đỏ và Xuyên Mộc để tức là tổ chức đua xe. Thì đối tượng thì có tức là từ Bình Thuận và một số tỉnh tức là Đông Nam Bộ và các cái đối tượng ở địa bàn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì sau khi lực lượng cảnh sát triển khai đội hình thì số đối tượng đua xe đã chạy rất nhiều hướng khác nhau. Lực lượng cảnh sát của thực hiện nhiệm vụ thì đã truy bắt được một số đối tượng, trong đó có tức là cái lực lượng của công an xã Phước Hội. Trong quá trình tuần tra đã phát hiện một xe ô tô Innova đang đưa hai xe đua lên xe để tẩu thoát. Tuy nhiên lực lượng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn đối tượng bỏ chạy vào rừng, để lại tức là xe. Lực lượng chức năng công an tỉnh đã phát hiện và tạm giữ một xe ô tô biển số 51F64669 do Võ Tấn Phương, sinh năm 1993, ngụ tại Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận điều khiển. Trên xe ô tô có chở hai xe mô tô không biển số đã được thay đổi đặc tính, hai điện thoại di động. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ một xe mô tô không gắn biển số đã thay đổi đặc tính, đang chuẩn bị đua. Qua công tác tra cứu, xác định phương tiện này mang biển số 72G1-18804, chủ sở hữu là Nguyễn Thị Ngọc Hà, ngụ tại ấp 4 xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc. Hiện cơ quan công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc này.